lên rồi chia sẻ rồi rằng là Kainen cái bể tướng này rộng không kém so với cả Châu Vi. Cấm hết cũng không có cấm nổi, và bây giờ chỉ cấm một vài vị tướng mang thương hiệu của Châu Vi mà thôi, đó là Corki cùng với cả Aurelio. Trong đó Gen Z họ cấm đi vị tướng mà lại ta chơi rất tốt, đó là một con Talia ném gạch tay trái. Cộng thêm đó là cả một Ahri nữa. Hiện tại thì cái chuỗi chất đều chất luôn bất bại đến từ Ahri trong tay của Nai vẫn đang được kéo dài. Chỉ có thể bất mạch kéo dài bằng cách cấm được nó đi mà thôi, chứ bạn chẳng thể nào có thể hạ gục được. Trận này cố gắng game 2 một đều nha. Gen Z mà thắng luôn, trận này là coi như là tôi tuyên bố luôn là 3-0 luôn á. Biến số cũng khiến cho bên phía Gen Z có được cái độ trâu nhất định khi bước vào những pha giao tranh. Và bên phía của Gen Z, họ lựa chọn lượt cấm cuối cùng trong phase thứ nhất bằng cách là bỏ đi Nautilus. Trận này 1-1 đều là 3-0 đấy. Đều đã sẵn sàng. Mất cái tên lửa của tôi đấy. Cắm đã xong rồi, phase đầu tiên đều đã xong rồi. Và thật ra nó cũng không có nhiều sự thay đổi lắm. Nãy có bạn vô cho kẹo tên lửa mà. Như đang muốn nó cũng biết là on xử lý con nấy quá. Nãy bạn kia vô cho kẹo gì à? BLG thắng cho anh chung một cái tên nữa như sai này thì nó không còn không được chọn. Nhưng mà khó. Và ngược lại Gen Z có thể sẽ chọn. Không có là rồi. Cho nên có thể suy nghĩ được câu chuyện. Đừng nói tôi là thằng Liam nó không có thích hợp đây đánh con Varus này nọ đâu nghe. Đợt trước đánh bạn xe mù mắt rồi đó. Nên đánh bình thường thôi. Kalista cùng với cả. Ờ tôi tưởng đánh Kalista với lại Varus thì cũng khó. Làm sao mà đỡ được? Rồi Kainen cầm con bài xe Zuani này thì con Yone cũng sẽ là một tướng mà cần phải cân nhắc. Và ngoài ra thì Kasate bị cấm rồi. Có Kasate và đi chung cả xe Zuani cũng là Yone dây vẫn còn đó rất nhiều. Cho nên là những cái bài vở mở dành cho bên phía của Gen Z ở thời hiện tại. Họ chỉ mới lộ ra xạ thủ vào rừng mà thôi. Như vậy đang tôi nghĩ đang muốn mời cho bên vậy phía Gen Z rồi, chắc chắn là Barret rồi. Không chạy đi đâu sẽ được. Sẽ là bộ đôi hai xạ thủ dành cho bên phía của BLG. Rồi, thắng được trên một thằng dưới nữa. Đó là những gì BLG đang muốn. Họ đã làm tương đối ổn ở trong ván thứ nhất và họ cũng đang muốn lặp lại điều đó trong ván thứ hai. Rừng đối phương đã lộ rồi, để xem Xuyên anh ta có muốn lấy thêm vị tướng đi rừng cho mình không. Thằng Bin nó đang im, vậy là nó chưa chọn tiếp được phát trong em phát tên này đâu. Đoạn rừng rồi. LC. Và họ đang muốn lấy Xin Giao. Cái bỏ thằng Bin cũng hơi im. Thành công vượt qua T1 trong ngày trận đấu hôm qua. Và sẽ là Xin Giao tiếp tục dành cho Xuyên. Họ đang sẽ kể khá kỹ. Và để coi là liệu bên phía của BLG họ sẽ đáp trả như thế nào nếu như bên phía của Gen Z có ý định là chọn một hỗ trợ bên phía thắng đường của mình dưới. Còn ngược lại với LG, còn cái gì? Điều còn mà họ đang đảm bảo được. Ok, các bạn có Kalista, chúng tôi vẫn có Varus và Ash, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo trong giai đoạn thắng đường dành cho bản thân của tôi. Nhưng quan trọng hơn hết là khoảng giao tranh nó sẽ như thế nào thôi. Gen Z vẫn đang đặt khá nhiều trọng tâm. Do nhưng le rồi, lại tiếp tục do le rồi. Có thể sẽ được mở ra. Tôi đang đặt một câu hỏi cho Vi đang cầm sát thương vật lý, Kenyon đang cầm sát thương vật lý, Rumble bị cấm. Thì vị tước phép được mang lên cùng đường trên. Tôi chỉ anh Trung một chút xíu là con Yone này có thể đưa lên đường trên nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý. Rất quỷ với những con tướng đang được lựa chọn bên phía của Gen Z. Và nếu như cần sát thương phép thì Kin anh ta hoàn toàn có thể được Kennen và Ryze. Anh ta có rất nhiều con tướng đang chờ đợi để có thể mang ra. Mang Lee Blanc nhờ con Yone thì biết rồi. Đều là rộng từ đường trên trải dài xuống tới hỗ trợ luôn. Và đến với thứ hai thì Gen Z đã bắt đầu cấm đi những vị tướng đường giữa, đó là Lee Blanc. Một con bài sẽ gây khó dễ cho Châu Vi ở trong đoạn đi đường cũng như tạo ra được những tình huống bắt lẻ cùng với Xuyên là cực kỳ khỏe. Và tiếp tục là Ani, ngày hôm qua con Ani của Nai là quá kỳ khủng. Không cần bài tới với khả năng mở của nó. Ban kiểu này thì rõ ràng là tôi ngân Ani biết. Cái cách nó có thể lao vào như thế này thì nó sẽ rất là... Thì bây giờ ban cứ hết ban hết AB ở đường chơi nên là xong. Với một khoảng trống mênh mông được tạo ra giúp cho tuyến sau sẽ càng ngày càng dễ dàng gây sát thương nhiều hơn. BLG đang suy nghĩ. Hay là ban Reta. Cái giờ ngoãn Rumble ra họ đang suy nghĩ như thế. Họ đang đặt một câu hỏi vô cùng to là Gen Z sẽ lộ ra vị tướng gì và liệu có một cái con bài ẩn nào nó sẽ được xuất hiện khu vực trên. Bánh như vậy à? Là họ đang chuyển sang một sát thương hơn nhiều một tí xíu. Một Zac đã nằm trong những lượt cấm. Và bây giờ câu trả lời của Gen Z là họ sẽ lấy hỗ trợ gì? Do sau đó đợi không khả năng anh em sẽ cầm ai? Đó là 0% dữ vậy. Đây là khi mà đã bay rồi đôi thay cũng thanh thoát. Đó là con bài dữ vậy sao? Của Lehen. Lehen sẽ được xử lý bài biết danh này khiến cho bên phía của BLG cần phải Gen Z là tôi bất ngờ quá anh em ạ. Và nếu như họ đang Gen Z là tôi bất ngờ quá. Có thể suy nghĩ tới trường hợp đổi đường cũng được. Bởi vì với hai xạ thủ thì bạn đẩy tự nhiên game một quyết ca thớt nha hai đội đích danh, chỉ cần đến khi có độ 3 thôi thì những cú kéo của Blink Canh cũng sẽ bớt đi những cái độ uy hiếp của mình. Và bây giờ BLG đang nhá rất nhiều những tướng đường giữa cho Nai và cuối cùng sẽ Orianna. Orianna thì gặp con Yone là ổn má, nó có kinh nghiệm, nó có đồ, nó quýnh cái nhất mạng người quyết định đánh thắng mặt luôn.
Bây giờ các bạn chơi vị tướng gì cũng được, tôi sẽ đánh Camille, tôi sẽ đá thẳng vào người của các bạn. Genji liệu họ sẽ muốn vị tướng gì ở khu vực trên? Thật ra bây giờ, cái tuyến trước đến từ Genji cảm giác cái độ cứng nó vừa đủ, người mở cũng đủ. Có liệu sẽ có đường trên cũng ok ở trong thế này nha. Đúng. Nếu như hiện tại bây giờ nói về đội thích nghi thì Tiên Quang đang thua Genji đấy. Hơi mệt. Tôi nghĩ là nên là thêm những vị tướng theo thì nó là cận chiến để bạn có thể chui vào trong cái vòng bó bị thương và hạ gục được anh chàng Xin Dao này, cũng như là kết hợp với cả con bài Seijuri đang phong vân rồi, cái tình huống làm trắng liên tục để khiến cho bên phía bây giờ có cần Dam AB không, hay là cần một con tăng, cần một con tăng rồi. Cái tướng thực sự là chống chịu, vừa có một tí AB vừa có một tí tăng tăng đồ, cho nên bên phía Genji cũng không cần phải đặt quá nặng bài toán về sát thương phép. Họ sẽ mang thêm một khả năng lao vào nữa, đó là con bài rác trong tay của Kin hướng để mở tranh bên phía Genji. Tôi thấy đủ má thằng eo với là hòm túc nữa anh em ạ. Vì tầm nhìn cực kỳ là đi đường thì gặp ngay con bị lính trang vô cơ bát, gặp ngay con giác với lại đem một thằng cho di luôn luôn được mà tu chật trời được đập bệnh vô thì bắt buộc phải là sát lực. Như vậy nó sẽ cảm giác như là cái cặp boss của bên thằng eo với là thằng on hơi rất chi là khó chơi luôn. Nếu như trận một là fan của những pha cơ bát đẹp thì trận hai này phải cổ vũ BLG, tại vì BLG mà thua bảo đảm 3-0. Nếu như mà dạng sự khởi đầu tốt thì BLG thua 100-3-0 dành cho Genji. On bằng cách nào đó anh ta đang pha len lỏi khá hay, chắc là len lỏi từ bên trên để giúp cho On vừa rồi đã có một tình huống né tránh khá là tốt. Không, tôi không fan ti ai hết. Hai thằng này không phải là fan của tôi. Genji vẫn đang đợi ai mà đi vào. Hai thằng này không phải là mẹ team tôi thích, đội bóng tôi yêu. Sự khác biệt cái bản đồ mùa. Cho nên là kệ nó, nó muốn làm gì nó làm. Không thể bị phát hiện đến từ đối phương. Rồi bây giờ thì chúng ta. Tôi cần nhân năm. Trung cấp từ cả hai team là Triệu Eri đến từ Nai để ta cấu rỉa máu bước chân bởi Chovy đi len tốt hơn và tránh bị cứu rỉa máu đến từ đối phương. Một cái dư chấn của Kainen trên pin cầm quyền nàng Kim cũng là như vậy, đứng dưới mưa kiếm của Pay và LA ta cầm nhiệt độ như vậy. Đây là con Varus là lên theo kiểu là hiệu ứng đòn đánh. On xài máy quét nhưng tới cái chỗ con mắt là nó hết rồi. Còn trong đó phía bên này thì pin vẫn đang cố gắng phá, súng cao su được bật một pha nhảy nhưng Kim rồi kéo luôn tới. Bàn tay quá tiện ngừng, anh ta biết bây giờ mà quy hụt cái là tốn mana dữ lắm cho nên ta quyết định là giữ. Và Kin cũng như Bin đang muốn câu giờ của nhau, sẽ không muốn cho đối phương có được tiếp cận với cái chỉ số lính. Va vào nhau đánh 1-2 đòn đánh thường mà thôi, không có quá nhiều sát thương. Nhưng quan trọng là Bin đang gặp thế khó đây, anh ta chưa tìm được đường về. Và hay quá vậy, bạn vô hay vậy. Trong khi bạn bè cùng trang lứa thì đang đi phong lính, hai người thì lại đấm nhau bên trong rừng. Rất tội. Đây chính là cái thực trạng ở khu vực đường trên, đúng không nào? Khi chúng ta có thể nhìn thấy được là cả hai người chơi khu vực đường rồi, trên. Rồi, tụi kia nó quyết định là nó sẽ lấy trụ sớm rồi. Di chuyển và phong lính trong khoảng thời gian. Và đó với lại kia chắc chắn nó sẽ muốn lấy trụ sớm. Đang thấy là những con số về mặt chỉ số lính từ eo cũng như là các bay đều đang rất tốt cho Chovy Q3 có rồi, cho nên là pin bây giờ có đu dây cũng thành công. Và như vậy là Chovy sẽ an toàn tránh việc anh ta mất. Chưa chắc nha, chưa chắc là pin được làm hết nha. Lần này thì sao? Bin hình như cấp độ 1 là anh ta đang đu dây móc. Nhưng Chovy tự tin vậy. Và anh ta sẽ bị cấu rỉa máu nha. Anh ta đã câu giờ của Bin trong khi đó. Ui. Ây. Trêu đùa hơi dữ nghe cho Di nha. Nhưng mà được cái là cho Di nó sẽ gọi là có cho mình cấp độ 6 trước nè. Và đường dưới cũng đang thành công cho việc khai thác lâm kiềm trụ. Đường trên cũng tương tự đến phía của Genji. Tiếp tục là một ván đấu mà Chovy bị khai thác ở trong hai cấp độ đầu tiên. Kịch bản quen thuộc mà thôi. Khi mà có đổi đường diễn ra thì những người chơi đường giữa cũng rất dễ nằm trong tầm tấn công. Và chúng ta cũng đang thấy được rõ ràng là những tình huống va vào nhau tới cả hai bên nó cũng đã có. Chứng tỏ được đây là một meta mà có quá nhiều những biến số mà có thể chờ đợi được ở phía trước. Canyon sau khi mà anh ta đã hoàn thành xong được những nhiệm vụ khoảng thời gian đầu thì thở mặt rô. Rồi nó mặt rô thằng kia dịch chuyển. Mẹ mày, tụi nó bấm đê về liên tục mặt đô hàng kia dịch chuyển độ, má hàng kia đéo dịch chuyển luôn. Nó đéo dịch chuyển luôn. Xem là liệu có ai di chuyển xuống khu vực này và rồi nó dịch chuyển rồi, nó mất kiên nhẫn rồi. Đánh nhau đã có bàn từ để cắt góc hay là bị đất bùng lên cái tên ta nằm xuống. Mày ai kiên nhẫn hơn là bố. Đến từ Lê Hèn một pha gấp nhỏ nhẹ thôi ở đường dưới thì sao? Nai có thể sẽ bị gành nhưng ai kiên nhẫn hơn là bố. Toàn nên là cây này ta quyết định là về phần rừng mình farm tiếp và chiến công đầu dành cho Genji. Đó là cái sự quái từ phía của Genji. Họ đã hủy hai lần nhịp biến về và nó ba lần thoát khỏi tình huống ba lần Bình Lượng Nhiên ơi. Chính xác là ba lần. Dịch chuyển lại đến từ Bin. Ở đây em có nhìn. Bin cũng không thể nào ngờ là đối phương vẫn đang đứng dinh cái ở. Cái đầu bá nó gần gần lâu mãi lồ và thông minh đến từ bên phía Genji. Vợ xứng đáng với mạng chiến của đầu vừa rồi. Ở ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta thấy có Kenyon với kỹ năng ăn nhá.
mất một con xe. Khi mà bên kia thì có gọi là vua dọn lính thì bên này chúng ta có một vua hụt xe đến từ bên phía của POG từ nãy tới giờ. Quay trở lại câu chuyện cũ, cái bàn tay và đồ clan rất tốt. Anh ta đã có một cái kéo đầu tiên, nó mang lại rất nhiều sự may mắn cho đối với Genji. Và chắc chắn là Genji sẽ còn hứa hẹn nhiều thứ hơn nữa. Nhưng ở khu vực này, Nai đang cố gắng dẫn dụ cho vì hất tung được xuyên đang di chuyển tới. Nên nhớ cho vì trong giai đoạn tại đang không có nhiều kỹ năng lắm để có thể chạy thoát trong một tình huống nếu như mà anh ta không có cái quy thứ ba tóc biến không còn, cho nên cho Vi sẽ cần phải lưu ý chuyện đó. Đây đây đây, full HD đây cho anh em tới đây. Ta cố ý định là tóc biến lên nhưng không đủ tầm nên là anh ta quyết định là không sử dụng full HD không thì này tiếng cho anh em tới. On cũng đã có mặt ở đây và cho Vi có thể nguy hiểm. Cho Vi bị dính W đang có thể bị tác động, cho Vi là phải nằm xuống cú đá móc đến từ pin. Ta lập tức có được bạn gồm tóc biến thoát đến từ xuyên. Châu Vi đang có một ván thi đấu mà thật sự là gặp quá nhiều những kỹ năng của đối phương dùng liên tiếp từ nãy tới giờ. Rõ chưa, rõ chưa, rõ chưa, lát canh sau ly chua. Rồi phải canh tham điện thoại bên từng giai một đấy, để cho anh em có một cái link full HD đeo coi. Bổ trợ đó trước thêm một cái mục tiêu như là con rồng hoặc là con sâu, một cái không vô nghĩa cả. Và đó lý do vì sao anh ta phải kêu gọi thanh niên ở lại. Nhưng bên phía của BLG cho thấy quyết tâm của họ là lớn như thế nào khi đầu tư tới hai cú tốc biến của Bin và Xuyên cộng thêm hồi máu của On để có thể hạ gục được Châu Vi trước thêm con rồng này. Bắt đầu có vẻ căng kèo rồi, hiện tại thì Pay lê hèn, kéo tay kéo tóc Bin lần hai kéo ngược về eo với cái dây vò thì Pay xong rồi đem về tính tiền rồi đem về lần thứ hai đem được mã gục cho đồng đội của mình. Muốn cổ vũ BLG quá nhưng mà điện thoại về cái kèo boss là tính tiền rồi đó, trước với tiền so với đối phương chúng ta cái kèo boss là tôi thấy là không còn để gỡ rồi đó, kinh nghiệm so với cả Lehen. Nhưng dù sao thì chẳng nữa, sau mạng thi đấu vừa rồi thì rõ ràng Genji đang nuôi xạ thủ rất tốt khi Pay đã có được hai điểm hạ gục. Ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta có kề nhìn với anh nhắc em, bây giờ ván thi đấu này chúng ta có Lehen với anh gấp em. Thật sự anh ta gấp hai lần liên tiếp đã đều mang lại một cái chiến công rất là huy hoàng nhận với con Genji. Phá đầu thì một mạng đã được nhường cho Pay và xuống dưới Pay tiếp tục có hạ gục. Một cái súng hải tặc di động đến từ bên phía của Genji vẫn đang dần tính tiền rồi. Tôi là người chơi con Blitz và tôi biết hiện tại con Blitz này một khi mà nó đã kéo chúng rồi thì phong độ lên rất cao. Cái kéo thứ ba của nó là chắc chắn 100% là sẽ trúng tiếp. Nằm trong tầm kiểm soát của Genji la vào đến từ Kin, chỉ đơn giản là lấy máu mà thôi. Khó chịu thực sự, và cái sự khó chịu của Kin này sẽ còn tiếp tục diễn biến ở trong những tình huống tiếp theo khi mà anh ta là người đang có lợi thế về cấp độ sau đối phương. Genji tận dụng thời điểm này, họ đi vào sâu và họ đã bây giờ nó không cần kéo luôn cũng được nữa, nó chỉ cần để mà đặt cái nút chạy lên cái làng ba tết nó sẵn mẹ giấy. Len vẫn đang tiếp tục len lỏi tìm một cách để có thể gấp được bất cứ một thành viên nào đó. Một con Blitz răng đang có một lối chơi vô cùng khó chịu, anh ta đi xuyên qua được lượng tầm nhìn, nhưng bây giờ mà ta bước vào bên trong cái bụi đó, anh ta sẽ có được thêm một lượng tiền khá nữa. Có vẻ như Lehen đang đánh vô cùng kỹ, anh ta không muốn mọi thứ hệ lụy nó để lại nặng nề. Là sấm âm định đoạt mệnh nó có thể chạy. Và chỉ là chiêu cuối, trao đổi chiêu cuối để giúp cho On trong khoảng thời gian này có thêm vài tầm nhìn dựa trên con mắt. Nó cho thấy sự tập trung đến từ các thành viên của cả bên Genji và BLG vẫn đang là cực kỳ cao với tình xử lý kỹ năng của mình. Tình huống lấy kèo này thì nhịn rồi, kèo này phải nhịn rồi, kèo này cho Vi phải nhịn rồi. Cho Vi, anh ta một chút nữa sẽ có lại cái thủ lĩnh của mình. Và Xuyên chưa đi qua tầm nhìn, Chovy vẫn đang cố gắng bám trụ. Anh ta đã gặp rất nhiều sự khó khăn đây khi đang thua Nai bên phía kia đúng một cấp độ luôn. Và nó khiến cho cái thế trận ở khoảng đường rồi thằng eo cút. Đi ra biết vậy thì thằng eo cút. Thằng eo đổ hôn má gặp. Gặp thằng eo đó chứ đổ lắm. Nhiều khi gặp Celeste là đổ hôn má rồi, coi như là nó im lặng rồi đó. Cảnh tương tự. Nó im lặng rồi đó. Đúng mà thôi, ta gần cấp độ 5 và thậm chí là cây nữa. Ta còn đánh cho kiểu là ác tới mức anh ta xuống đường dưới này khiến cho eo không thể nào tiếp cận được lính. Và bây giờ thì ngay lập tức BLG họ xuống đường dưới này để giải tỏa cái tân lính dành cho eo. Bắt buộc là như vậy, liệu sẽ là bao nhiêu? Rồi cánh nhau hai này thì được bay chắc chắn rồi, cánh nhau mới lên 16. Rồi, cút, thằng Hon cút trước. Di chuyển tới sẵn sàng cho đối đánh nhau. Bay có tập tiêu đang được tiếp cận, đã có một lá bóng. Kéo chúng thấy chưa anh em ơi? Cái kéo thứ tiếp theo là chúng chạy được hết luôn. Này, sẵn sàng chiếc điểm cá nhân con rồng đó cô. Hay quá con rồng. Má, cá rồng xử lý cái bài quá chứ không. Cú cá nhân đã trong tình huống vừa rồi. Một con rồng người Hàn Quốc đến từ bên phía. Thằng cá nhân nó quýt một con rồng hay, cực kỳ hay. Và Joey, anh ta tóc biến quá. Nó bụng gió mẻ măng. Con này chờ đã sẵn với đây, Pay đang bị tấn công. Pay sẽ phải nằm ở chăng đây, xuyên sử dụng bán nguyên thương khiến đồng quy mạng shut down cho eo. Một tình huống hơi dướn của Joey đã khiến cho người bị kẹt lại là Pay và đây là mạng sắt đào dành cho BLG. Và sau đó thì BLG họ quyết định là lùi về. Eo ơi, nó hất điện mạng mày, nó hất con hồng, nó hất thằng điện mạng mày cây dòng đi qua một hướng. Trong những tình huống thằng ngay qua một hướng. Nhưng mà hài lòng nhất vẫn sẽ là bên phía của Genji. Họ không chỉ có được những mạng cục dành cho Pay, họ còn có được thêm cái trụ một tòa bản đồ dành cho Kin nữa.
anh ta đã phải nhường lính, nhường kinh nghiệm ở khoảng gian đầu tiên. Nhưng khi mà trở lại đường, khi mà đi phải nằm xuống ở trong cái đoạn đầu tiên đó, thì khi anh ta vượt lên liên tục. Còn đây là tình huống giao tranh mà Canyon chủ động mở, rồi sau đó là cú gấp. Ôi, pha này điểm mẹ mày phải nói là 10 điểm 10. Không còn xoáy nữa, bên phía BLG hơi hụt sát thương trong nhịp vừa rồi. Còn đây là cái đòn đánh con mẹ mày của Canyon vào con rồng để tự cứu bản thân mình. Ác thực sự luôn. Đây là giao tranh 4 vs 3 ở khoảng thời gian, hầu hết khoảng thời gian ở pha giao tranh này. Kinh dị. Người có được lợi thế là 3 thành viên của Gen Z so với 4 thành viên của BLG. Và đây là Chovy, anh ta bóp tìm hơi sâu. Kinh dị. Nó đánh mà anh em, tôi nhìn tôi thấy mà. Tôi nhìn nó bay xuống đổ, nó quay lại, nó quýnh một cái mà tôi thấy thằng... Tôi thấy thằng được ở cận này đổ, vừa gót xuống cái đổ, nó quýnh luôn. Nãy giờ Canyon liên tục có chuyện đúng. Nó quýnh đợi gồng hốc nó đi luôn mà. Nhưng anh ta vẫn sống được, anh ta có được hai màn hỗ trợ, đã xong được lời thề hiệp sĩ để giúp cho bây giờ đang cực kỳ khỏe trong giai đoạn này của ván thi đấu. Khi mà được Canh nhìn đứng kế bên, đồng nghĩa thì nguồn sức mạnh của Gen Z đang càng ngày càng tốt hơn, họ có một đồng gió luôn. Và đây sẽ là một phần thưởng cực kỳ xứng đáng khi mà Gen Z đang có lợi thế rất lớn ở khu vực dưới này. Bên phía của Gen Z đang cho thấy khả năng nếu như họ tức tỉnh rồi, đem ơi, tức tỉnh rồi, họ cũng có thể đánh được. Và ngược lại thì BLG khi tôi không thấy được cái cửa gỡ luôn á. Trong đầu thời điểm đầu tiên của ván đấu thì họ đang tương đối bế tắc và vẫn chưa thể tìm cách giải quyết được. Liên tiếp là phải nhường mục tiêu cho đối phương. Và bây giờ là dịch chuyển lên được trên đến từ Kin để phòng ngự cái trụ này, không cho Bin bóc được những lớp khiên trụ. Đánh cực kỳ chắc cú và đường dưới cũng đã có trụ một rồi. Đây là cái khúc mà khó nhất trong kèo đấu cơ mi với Jack khi mà Jack đã còn ra rất lâu. Và còn đại bại đại bóng tẩy qua nổi không? Nổi không? Canyon mới nói xong thì bây giờ Canyon sẽ là người nằm áo cũng dành cho L. Và Canyon mặc áo trắng nhưng đằng sau chắc chắn là có áo đen rồi. Đúng rồi. Ném một pha bola bằng chật lất luôn. Mặc dù đối phương cũng không có lách qua một chút xíu nữa cả. Giỡn ngoài ta, giỡn ngoài ta. Mạng dành cho BLG. Và hiện tại lượng tiền chạy nhau khoảng 2k. Nhưng đó là tiền để giúp cho suy anh ta có thể tiến ra khu vực là ba con sâu này. Tránh điều kiện là 4 sâu hoặc 6 sâu. Một tình huống gấp thú hay đến từ Lê Hèn và lấy đi được tốc biến. Ê, thằng Lê Hèn kéo độ nhạy cảm quá nha. Gen Z có thể khai thác ở trong nhịp họ tấn công vào con sợ khe nứt này. Đang lấy máu từ Len nhưng không sao cả. Kéo nhạy cảm á. Bay ở đây rồi. Nếu như muốn tấn công vào sứ giả thì bên phía của BLG họ đang không có được cái trụ nhưng họ có một quát để di chuyển. Ê, mất súng cao su rồi. Kim bây giờ đây bị kẹt lại. Vẫn còn nội tại phân vào sử dụng này đang sẽ cứu bản thân của mình. Tốc biến thoát khỏi cú lệnh sâm ầm. Nai vẫn đang tiếp tục dí theo. Pin đang tới được để tiếp cận. Kim, anh ta sắp sửa nằm xuống. Anh ta vào trong vàng phân vào sẽ hơi mệt. Có được chuyện, có được chuyện cho Duy, có được chuyện cho Duy, có được chuyện. Đây có được đoạn không? Cho Vi không. Và làm hạ gục chân trên này. Và anh ta chỉ muốn bình yên để farm lính ở đường dưới mà thôi, chứ dịch chuyển trên có khi anh ta lại là người phải ôm hận. Đúng rồi, đang quá thọt ở đến từ Chovy rồi nên là thôi à, là... Quên. Đây, đây, đây. Trời, bây giờ mới dịch chuyển lên Chovy ơi trời. Cố đi. Và Chovy rất hy sinh và anh ta hy sinh luôn cả đồng đội. Thực ra thì anh ta là chất tướng carry nhưng mà bắt chất tướng carry đi cứu chất tướng tank thì nghe nó không hợp lý lắm. Thôi thì anh nằm xuống để em hưởng lính cho. Hợp lý đến từ Gen Z mà thôi. Và họ cũng sẽ khiến cho cái nhịp ở đường trên này cái ông quá ta phải bị chậm lại. Và vẫn còn cơ hội để có thể kiểm soát con sứ giả. Kiểu như là bình thường 12 phút là 120 mấy chỉ số lính. Mà bây giờ nó 8 mấy chỉ số lính cho nên là chịu không được hay sao á. Di chuyển cũng có thể là ổn nếu như ta muốn... Nói ta bị OCD. Lính ta không đủ là ta không chơi được. Kim cũng bắt đầu di chuyển lên. Những người chơi đang dần dần cho thấy sự quyết tâm trong việc kiểm soát con sứ giả đặc bên phía Gen Z. Khi họ đang nhiều những con mắt quanh khu vực đó. Quy nhảy lấy máu rất nhiều. On đang bay gần có khoảng nửa cây máu bay đang di chuyển tới định mệnh vẫy gọi. Ơi không có le để định mệnh vẫy gọi bây giờ tới. Nhưng không sao, nhiệm vụ của ta đã xong. Rồi xong tính tiền. Head đang tới thôi, bây giờ chọn đại người nào cũng được. Rồi thằng On nó bật cái bút tiền mẹ mày ớt rồi đó. Nhưng không, thằng On nó bật cái bút ớt rồi đó. Khi mà ta thấy được một cái mạng cực kỳ ngoan đó là ở khu vực đường giữa này. Đánh gì mà mày đánh kèo kia có đi ám đánh gì mà mày A xe với lại... Ôi! Đánh kèo kia có dám đánh xe với lại kia đâu, độ má mày qua kèo này đặt lên đầu đánh liền. Ui thằng tẩy hay. Chính đội tại lệnh sắp âm giữ chân lại định mệnh cứu được đồng đội. Và Gen Z lùi về mà không mất ai. Và rất đơn giản là Lehen ta lùi về với sự trợ giúp của Pay mà thôi. Mất đi một cú định mệnh vẫy gọi và cả một cái thanh tẩy nữa. Kéo luôn nè, kéo luôn nè, kéo luôn nè. Ui, và Tuyên bị hấp tung lên áo cũng chặt cho Pay. Quá khó chịu, ây, bị ê, chói, chưa đủ sát thương vẫn còn. Eo đang phải chạy súng cao su đại bằng. Rồi sao cốt. Bô la bằng đến Canyon. Eo bị dính nè, đẩy bị hấp tung lên, người dịch chuyển, không phải khác. Chính là Bin, Bin đang tới, sử dụng chiêu cuối. Lehen đang tới, sẵn sàng thủ kéo thêm một lần nữa. Sao đủ đạp. Ui, Lehen. Lehen đã phải nằm, dính cháu phải nằm. Cái lùng bé Lehen. Nhỏ dính đồ cả.
và liên tiếp trao đổi lên ở trên bản đồ như cái nó kéo nãy giờ không hụt cái nào cho tiền trên lệch mà thôi. Không hụt cái nào. Cú này đang được đẩy lên cực kỳ cao và người đang được hưởng lợi là ai? Đó là Bin và cả El nữa. Như vậy là những người chơi chủ lực của BOG đã có được những cái lượng trang bị và những cái lượng đồ nhất định. Lên thần như vậy ta. Thần của đối phương. Ê, quá thần như vậy. Màn trao đổi như này người lỗ là Gen Z. Nhưng thực ra nãy giờ bên phía của BOG cũng chỉ nỗ lực để cân bằng. Sao tự nhiên quá thần quá vậy Liên? Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái chênh lệch thì đường trên hơi vốn mà sao nay dữ vậy? Của bên phía Gen Z vẫn đang có được cái lộ sự chênh lệch tiền lớn hơn so với đối phương. Giữ chân lay hand W đã trúng lao vào. Đúng rồi, cái này mới đúng là Liên Hand nè. Cái này mới đúng Liên Hand, tôi biết rồi. Bóng rồng mà. Ba mấy giây đủ cho lay hand ra. Đủ cho lay hand ra. Tức là Gen Z bây giờ cũng sẽ sẵn sàng cho một tình huống đánh nhau ở khu vực hang động. Nhưng cái mà họ tiếc nuối nhất là trong pha vừa rồi lại bị mất mạng vào thời điểm khá là sớm. Những tình huống kéo cực kỳ hay của lay hand. Nhưng cái sự đáp trả lại của bên phía của BLG cũng là vô cùng. Đó, Liên Hand về đó em. Họ đã lấy được một vài mạng đối phương. Liên Hand về rồi. Chúng ta nhớ rằng lúc đầu Kim đã hơi tiền so với Curve Guild rất nhiều. Hơn thế so với Curve Guild rất nhiều. Anh không biết đâu, anh không biết cái cơ chế của nó là chắc có thay đổi hay không. Và hơn nữa thì lượng tiền bây giờ chỉ chênh nhau khoảng tầm 1 mà thôi. Liên Hand cố gắng kéo nhưng sát thương đáp trả ngược lại đến từ Cao Bắc Đạt nha. Cũng là có. Chửi dữ vậy đó Đạt ơi. Và bây giờ để xem là hiện tại người đang xanh của Gen Z đó là Pay cùng với cả Cannon, trong khi đó thì Chovy đang thua so với đối phương là 1.700 tiền. Đây là một tín hiệu không vui một chút nào. Cái này đồng ý á, tại chúng ta nhìn vào Chovy thường được xem là vua dọn lính, nhưng chúng ta nhìn lượng kia sinh lính của Tam Renai phía bên kia liên tục, đây là dấu hiệu Nai đang đi đường tốt hơn. Nó khiến cho Nai có được 160 lượng kia sinh lính. Cái kèo này cũng khó, kèo này chắc chắn là ao lính rồi, nhưng mà bị còn áp lực nữa, không trách cho Nhi được. Đúng mà cục có Mora băng quăng ra được ném một cách nhẹ nhàng đến tl, súng cao su được bật lên và người bị kẹt lại đã bị dính băng. Lại kéo chúng, hay. Và tăng lên tức nằm xuống, lên sắp băng giữ chân được hỗ trợ. Kim đang sử dụng này đã thoát rồi xong. Kim mất hơi nhiều máu, Kim còn nội tại phân hỏi chăng. Kim đã phải nằm xuống phía bên này thì Gen Z đang làm mọi cách để thoát đi, mạng đổi mạng. Nhưng El là người hướng chịu khai nhìn bên cái đội hình thằng El với thằng On đủ nhìn nhìn cháo nái luôn anh em ạ. Ai quá vậy lại kéo chung. My god thì quên đi cho vi này cho vi đó bị cản lại cho vậy đang phải bắt lại Pay. Thôi tính tiền rồi em ơi, tính tiền rồi, tính tiền rồi. Here come the Pay, here come the Land, Land the legend in this game baby. Và Gen Z tiếp tục thắng trong trận đấu giành vé rồi. Tiếp tục là Liên Hand cực thiệt đến từ Xuyên và tiếp tục là cú kéo đi từ Liên Hand. Ảo quá, ảo giác quá luôn. Một người chơi hỗ trợ của mình nữa. Bên phía BLG có được sứ giả. Mày ở đâu ra khai thác được trong nhịp vừa rồi khi Gen Z đội chủ động mở tấn công là cái vào vị trí của Nai sẽ đặt vào eo. Thứ hai, không còn tốc gỡ bên LCK, nó hay có mấy con bài support gì. Họ liên tiếp phải mất người như vậy. Anh em nhớ cái thằng mà điệp bà mì, thằng gì trong trong team này, tên Mac, thằng đó thằng Mac hay là gì á. Đợt trước là cũng LCK hay đánh mấy bài vậy xin gật này nọ kiểu á, thì thằng Liên Hand này cũng vậy xuống và xoáy này chỉ trúng vào một bài hiếm hoi hai rồi nó đánh mạnh vỡ gọi thì gần như nó không có nhiều tác dụng cho lắm. Và sau đó thì cái thế này là thế mà Kim không lùi về được và sau đó là những tình huống mà gặp rất không phải Liên Hand để giúp cho Gen Z họ có được cái tiền để có được con rồng hai này ở đứng dưới MVP. Đúng rồi, trong team MVP cho Vi cũ không còn nó cũng muốn mấy chèo sức tối dị lắm. Liên Hand tới, Liên Hand đã cắm lên kéo ngược về cho Vi đang tới được hưởng mà tóc biến lên pin tóc biến bỏ chạy cho Vi đủ xíu nữa trời ơi xíu đủ không đủ tầm đó. Ôi à, nhưng Kim tới cũng không đủ tầm và khán giả đang hò hét dựa trên tình huống thoát về rất hay đó. Robin nó đang mở ra một cơ sở vô cùng mới để giúp cho khu vực đường quên nữa, nãy giờ cổ vũ BLG chứ BLG ơi tiếp tục giúp cho con sức ở đất này chiêu vào bên trong khu vực công trình trụ thứ ba của đường trên. Le đang tóc biến ma thuật liệu là a không rồi về rồi chạy quyết định đến từ nay là sẽ quên 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 và nãy giờ liên tục những tình huống trao đổi được cuốn không được cuốn không được cuốn không được cuốn kéo tiếc thế nhờ ép vào thấy tốc biến rồi và El đã bắt buộc phải sử dụng hai phép bổ trợ để lùi về. Bây giờ thì hai team liên tiếp trao đổi mục tiêu trên bản đồ và đây là lối chơi sở trường của khu vực LPL và từ đó thì những cái lợi thế của Gen Z ở đầu game nó đã bị xóa bỏ một phần nào đó. Và càng đánh như này thì BLG họ sẽ set up cái thế để giúp cho BDATA có thể đẩy lẻ về giai đoạn sau. Để xem cho BLG nha. Rồi bây giờ thằng Bin chuẩn bị có 2 cấp nè. Triển khai đời chiến đấu Lehen. Bin chuẩn bị có 2 món đồ rồi. Đang nắm giữ 100% tỷ lệ kéo trúng. Và ta đã muốn giữ nó. Một cú kéo. Ủa ông này má. Bin ơi. Quá xứng đáng. Đúng vậy. Giờ tôi kéo nhiều lắm. Rồi kiểm soát đi, kiểm soát 3 năm đi, kiểm soát 3 năm đi.
Và đó là những gì mà Lê Hen có trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Bây giờ còn đợi gì nữa? Đã tới thời điểm Lê Hen đang tới. Và anh ta đang là người tấn công, đang bị mã tấn công là liên tục luôn á. Đi ăn là liên tục luôn á. Vẫn đang nhắm, sẵn sàng được cú kéo. Lê Hen vẫn đang nhắm. Rồi tới rồi, dắt tới rồi. Rồi, kéo chưa? Vẫn chưa kéo. Phía bên này Chovy sử dụng đòn và có được bàn sút đao dành cho Sezuni. Hay! Thực ra Lê Hen sẽ lùi về. Lê Hen đã kéo lại, kéo Chovy. Đâu bại quá. Lê Hen được ăn mạng xứng đáng rồi. Đã tới thời điểm lùi đen cần được lên đến từ Lê Hen. Đã tới thời điểm mũ phù thủy cần được lên đến từ Lê Hen. Để những pha quy của Lê Hen nó được KS nhiều hơn nữa. Quá kỳ khủng đến từ màn thể hiện của Lê Hen trong ván thi đấu này. Và những màn ơi đến cực kỳ đúng lúc khi đây trước thêm một con Baron. Đánh bắt lẽ liên tục, bắt từ bên dưới, bắt ra đường giữa, xong bắt từ bên ngoài, xong bắt chỗ bờ đỏ, xong bắt ra đường giữa, bắt hết. Trừng phạt. Bắt không sót thằng nào. Biến nữa. Đó sẽ được bắn ra để xem BLG họ có muốn làm một phép màu gì không đây. Rồi thằng Hinh nó lại kéo chúng nè. Rồi thằng Xuân nó sợ, rồi. Bắt đầu di chuyển và hỗ trợ thêm. Chiêu cuối được bật lên, bàn tay kéo thêm. Rồi, tay nát một đời rồi. Rồi đánh khùng đánh điên rồi, đánh khùng đánh điên xin. Hay không? Và Lê Hen đang di chuyển. Lê Hen quyết định là đứng yên mà thôi. Còn lại bên phía BLG rút lui về. Bạn vậy cái tác dụng kéo của con Blitz đang nó ác ồn quá nè mình. Gánh tìm BLG. Nó kéo chúng liên tục. Phát động một pha bắt người thành công ở GN2 khi này không nha. Và cả đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà này không tâm lý nên ta bắt buộc phải sử dụng đồng hồ để né đi kéo cùng với cả một pha bô lăng. Suy được cố gắng hết sức vô địch xứng đáng nha. Nếu như mà gọi là MC vô địch chơi nghe tháng 3 không là vô địch xứng đáng nha. Đến từ Châu Phi, anh ta bắt đi hai spell từ trước đó rồi nên không thể nào sống được. Từ đó thì Gen Z họ lấy đi những mạng của người chơi qua trạng đối phương và những cục mà nó kéo liên tục chúng quá nhiều tác dụng. Và bây giờ thì Gen Z họ có được bù lại vào đó. Xong rồi anh em ơi, xong rồi 2-0 và 2-0 rồi. Tôi xin phép tôi anh em luôn, thì bà xin phép là tôi trả kèo trước luôn. Không có bất cứ ai có thể hỗ trợ. Tôi xin phép là tôi sẽ được trả cái kèo Gen Z thắng trước luôn nha. Nếu mà sai tôi để chối. Đoạt mệnh rồi. Nếu sai tôi để chối. Bắt buộc eo là người dính mà thôi khi ta không còn phép bổ trợ trên người. Ba con rồng đã có dành cho Gen Z. Baron vẫn đang còn hơn một phút nữa. Khai thác. Liên tục là Lê Hen với những tình huống bàn tay hóa tán của bản thân mình và ta đang sẵn sàng rồi, đây rồi bàn tay. Ngưng lại mà phải cái này không ta? Nhưng chắc chắn là cú kéo của Lê Hen bây giờ nó đang thật sự mà là hủy diệt. Ta cảm giác nó hơi mờ. BLG với một đội hình mà ai bị kéo là người đó đi bộ như thế này. Rất khó chơi. Một sự lựa chọn quá hợp lý và đang khiến cho bên phía của BLG gặp vô vàng những khó khăn phía trước. Họ không còn có trụ thứ hai ở khu vực dưới để trụ ở trong khoảng đánh kiểu này mà đủ quá mà tôi trả sai kèo thì tôi đều bật thề tôi điểm nói 5 phút cho anh em luôn. Phải buông tay. Kim, thấy chưa? Ok Bindu. Bindu không bắt tường à. Và Bindu bị dính cái súng cao su, anh ta sẽ giữ chân lại. Lê Hen đâu? Lê Hen đang tới nha. Giữ không ơi thì chưa chắc nha. Sẵn sàng, anh ta đang đi bộ. Bindu được qua phía bên kia, nhưng Ken dành tới quang bola băng. Pay Wi, ngay lập tức các bạn cũng dành cho Pay. 11-1 dành cho Pay rồi. Có một ván đấu mà Bindu anh ta được chơi một chất tướng carry nhưng lại không có được cái độ ổn định của mình. Anh ta bị can thiệp quá nhiều bởi người chơi hỗ trợ và người chơi đứng trên cũng như đi rừng của đối phương. Và Lê Hen đang cố gắng lựa con đường tiếp theo của mình, nhưng ta quyết định là chưa phải lúc. Ta còn chiêu cuối còn cú kéo đang rình rập, đã có một con mắt phòng ngự đến từ bên phía của BLG rồi, rất nguy hiểm. Ion thoát ra khỏi cú kéo đó chỉ một xíu mà thôi. Gen Z vẫn đang cố gắng để khai thác tiếp con Baron này. Chúng ta đã nói về khả năng đẩy lẻ của Bin, nhưng nãy giờ những cánh còn lại của BLG phòng thủ không có nổi, cho nên họ không thể nào áp lực để cho Bin đẩy lẻ được. Cho nên khi nào Bin đẩy lẻ xong anh ta rút về cũng sẽ gặp phải những tiếng bị chặn đánh đến từ phía Gen Z. Rõ ràng là ván thi đấu quá khó khăn của BLG. Họ không thể nào chống đỡ được với sức ép đến từ đối phương. Và bây giờ thì Gen Z họ đi chung 5 người với nhau thôi. Là mọi thứ đã thực sự là thuộc về Gen Z rồi. Cái mạng mà Bin anh ta nằm xuống ở khu vực là ở sông trên đó, ở gần khu vực sông trên đó. Có thể nói là cái mạng đó là cái mạng mà cảm giác là sau cái mạng đấy BLG là nghỉ luôn rồi. Rất bất bình. Chỉ hy vọng rằng là Nai anh ta xoáy được nhiều người thì mới giúp cho BLG có thể quay trở lại ván thi đấu này mà thôi. Nhưng để mà xoáy được nhiều người thì con rác này nó sẽ tạo ra vô vàn cái sự khó chịu kết hợp cả Yone cùng với cả con bài Sezoni kia nữa. Nhưng mà có một cái khó khăn đây tôi đang muốn nói tới luôn. Lê Hen sẽ tới. Đó, lại là Bin. Đấy, khó khăn đấy. Thấy không ta? Rồi, Bin đã thấy được Kin. Kin quy không trúng Bin. Kin đang đi tới chỗ Bin và Bin sẵn sàng có thể quay trở lại tới. Coi xong trận này tôi cho phép bản thân tôi được là Hattie One thêm một mùa chung kết thế giới nữa. Tôi đang định nói một câu chuyện đó chứ là họ đang gặp phải một tôi cho thấy bản thân tôi được là phải tiên quan trong một cuộc có thế giới nữa bị lôi rể liên tục ở trong một ván đấu
mà cái bàn tay hỏa tiễn của Lehen nãy giờ tỷ lệ trúng nó phải tầm 99%. Và rất ít khi bị hụt. Chính cái bàn tay hỏa tiễn của Lehen từ nãy giờ đã giúp cho bên phía của Gen Z, đặc biệt hết là Chovy, cải thiện rất nhiều về số lính. Giờ có giờ bóng tiếp theo hay là con tụi Gen Z nó đánh kiểu này thì mày biết bao giờ mới điện thoại mày chung đầu đi đây, lên hang đây. Điểm mạnh team fight của họ không phải là điểm mạnh, không phải là cái điểm mà họ có thể win vào. Còn rõ ràng team fight của Gen Z thì họ có một cái dàn chắn uy tín. Thời thế tạo anh hùng anh em ạ. Thời thế tạo đa phen. Vị trí sát thương ở vị trí phía sau. Ngoài ra thì Yone có thể bay tới. Và có nhiều khả năng có thể bảo kê dành cho L của việc On có thể sát thương vào trong giao tranh được. Thì bây giờ Gen Z họ hiểu đó, họ chơi một cách chậm rãi. Và Bola. 10 năm cho một chặng đường tiến qua. Có lẽ điều này nó đã quá dài với anh Trung rồi anh em ạ. Bay anh ta mà dơ lên là bên kia người ta tức phải sẵn sàng để đầu hàng. 10 năm cho một chặng đường. Thiếu người. On thì không có cách nào sống lại trong khoảng thời gian này tầm mười mấy giờ. Từ 12 năm chứ, từ 2012 tới giờ. Cái cần bây giờ là họ. Cái cần bây giờ. Từ 2012, 12 năm cho một chặng đường. Nó cũng sẽ gần mà thôi, tại vì năm mấy giây nữa con Baron ra. Nó là công cụ rất tốt để giải quyết công trình. Đúng rồi, như vậy họ vẫn đang chỉ chờ đợi những mục tiêu tiếp theo mà thôi, những chuyến đi dạo chơi đến từ Lehen và những đồng đội của mình chỉ khiến cho tinh thần của BLG bị bẻ gãy mà thôi. Họ liên tục bị dính như cú kéo, Bin liên tục bị khai thác, On liên tục bị khai thác, và bây giờ là tới rồi Bin. Wow, my god, lại kéo được đúng người cần trúng. Và Mi bay đang lên nó kéo thằng nghèo không chơi game được. Chovy đã cho là xuyên không có cửa, xuyên phải lùi về bán nguyệt thương, nhưng liệu là tăng tài tử này không tóc biến đến Chovy đánh vô cùng máu. Mặc dù chiến là hơi ngang, nó quýnh. Còn khu vực đường giữa, Legend một lần nữa là Legend đã trong ở Legend trên Legend. Hơi xin phép bạn, hơi sai tí xíu. Legend đang tới, súng cao su tóc biến lên, bằng tay tiện lấy được tóc biến của này. Lệnh sấm âm tóc biến chạy. Áp lực quá anh em ơi, áp lực quá. Nai sử dụng đồng hồ, nhưng hết đồng hồ là Lehen đang di chuyển tới. Lehen đã thấy, Lehen đã nhắm vào bạn, Lehen đã thấy và sẵn sàng ghi vào người của bạn. Nhưng quy của bạn là chất lượng hơn. Bàn tay hỏa tiễn kỳ này, anh ta kéo cả không khí trong ván thi đấu này. Anh ta kéo bất cứ thứ gì mà ta thấy, kể cả không khí. Thứ mà không ai nhìn thấy, Lehen vẫn thấy được mà ta kéo không khí rất tốt. Anh không phải bỏ anh cơ, anh dẫn cho phép bản thân anh bất lực được lụy thêm được bạn bè một mùa nữa. Họ đang bóp nghẹt đối phương càng đấy. Anh dẫn cho phép bản anh cho phép bản thân anh được lụy thêm một lần nữa. Tôi thấy là fan của T1 sẽ cảm nhận được cái điều này khi mà đối đầu với BLG. Anh vẫn chưa đi mà. Anh vẫn còn ở đây. BLG đã làm lại đúng cái điều mà BLG đã làm với T1 ở trong ván thi đấu thứ năm hôm qua. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Bin anh ta có. Lồ má nhìn thằng nghèo khổ vãi lồn mà. Đánh, làm sao mà vào được? Mà người bị gắp lại là một con bài Varus trong tay. Thằng nghèo đúng khổ luôn á. Kỳ nhanh chóng, và từ đó thì Gen Z họ có quá nhiều lợi thế để tiền đề để họ thể lao tới. Họ ở sau tranh này, họ không chỉ lấy mạng mà họ lấy được cực kỳ nhiều phép bổ trợ của đối phương. Rất khó với những gì ở BLG đã lựa chọn. Anh hỏi team anh chưa? Họ lựa chọn một đội hình. Anh không biết anh có hỏi team anh chưa, nhưng mà anh nói nghe mà anh cổ vũ BLG. Kéo đi từ Blitz rank và bây giờ có thể không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà đủ má nãy giờ anh cứ la được Genji nó cứ kéo hay là anh la Genji nó cứ đánh hay là anh la. Mà anh ta sẵn sàng kéo một bàn tay hòa tính đẹp thôi là mọi thứ nó sẽ khác hoàn toàn. Còn tự nhiên trong tiềm thức anh bị la. Nhiệm vụ đó từ BLG sẽ là làm gì đấy? Không có rồng đất. Lehen đang nhắm kìa. Và anh ta sẵn sàng những cú kéo còn đúng lại okay. Còn ngược lại bên phía của Xuyên thì bây giờ mà thật ra nếu như anh ta ăn cái bàn tay hỏa tiễn, anh ta cũng đi bụi luôn. Ai ăn bàn tay hỏa tiễn cũng sẽ đuổi. Lehen đang mấp mé kìa, đang mấp mé. Đang ngó cứng hứng luôn. Rất khéo. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ là thời đã thấy được gấp ai lại con có cái áo cho nên là ta sẵn sàng đánh Kim. Rồi xong rồi. Thôi vô tới đây xong rồi. Bị kẹt lại với các bàn tay hỏa tiễn đó, ta phải đang cố gắng bỏ chạy chứ cũng chơi gì nữa. Có mục tiêu đang để chọn. Định mệnh bây giờ hất tung ngược lên, L đã bị kẹt lại, L đang bị dính quá nhiều kỹ năng của đối phương mà ta nằm xuống. Lệnh sóng âm nhưng chắc chắn là không sống nổi ai cả. BLG lùi về ngược lại, Gen Z sẽ có được cái Baron. Một pha cố gắng tiến ra trong vô vọng đến từ BLG mà thôi. Cái lối lên đồ của Nai không cho phép anh ta xoáy với nhiều sát thương. Và Xuyên anh ta cũng chẳng thể nào hứng chịu được quá nhiều sát thương cả khi đội hình của BLG có quá nhiều trận chiến. Lehen lại kéo một lần nữa để bị kẹt lại. Và lại một lần nữa Lehen lại kéo trúng. Rất khó để cho bên phía BLG rồi. Đội hình của họ đã khó chơi rồi, lại còn gặp phải một ngày thi đấu đang quá bay từ Lehen nữa. Liên tiếp là những cú kéo, Bin không được đẩy lẻ, Nai không có được những cú xoáy đẹp, Xuyên không có được góc vào hay, El và On liên tục bị nhắm tới. Rất khó, không có bất cứ một cái điều kiện gì đang ủng hộ Thanh Long cả. Nói chung Bạch là Hổ đang thực sự là gầm vàng. Nói chung là nằm xuống 3 lần thì bây giờ là suy rồi, không suy nổi đâu. Rất khó để bạn có thể làm được gì bởi vì cái bán người thương của bạn nó không có tác dụng.
Thật ra kể cả con Kalisma nấu có xíu men lồn gan con mới đông vãi lồn nha. Người năm người đánh được trong bán giả bộ nấu có xíu men lồn gan con mới được đà trong đó. Trời ơi, chào mừng anh, em cơm ăn rồi sao được bảo vệ được ai cũng giống anh thì phải bị từ khi được thấy Gen Z đánh được rồi em cuốn theo trái tim em được mà mày không thể nào mà gọi là cản được lý trí của em thích Gen Z con mẹ tụi mày. Sao thế và họ khiến cho Bin phải lên bảng điểm số tới tận 6 lần. Nên là chúng ta thấy cái cánh đẩy lẻ của LG không thể nào phát triển được sức mạnh, không tìm được lính ở quanh khu vực là bên sông, quá sông. Thì làm sao có thể đẩy được bây giờ. Hiện tại Lehe đang muốn tìm mục tiêu, anh ta tốc biến ma thuật. Nhưng rõ ràng điều gì, họ vẫn đang có những cái cớ để họ có thể phòng thủ. Đó là cái chữ thứ 3 đường trên này. Nãy giờ tôi đã tốn cái là có lần cuối nha, xin lỗi lần cuối nha. Đó giờ điều gì họ không có phương án nào để có thể làm được gì trước cái khả năng tấn công quá nhiều lượng máu của bạn thì mỏng. Bạn gặp phải các bàn tay hỏa tiễn lực như thế này, súng cao su bắn hay không đây, đạn đã lên nòng nhưng vẫn chưa sẵn sàng khai nòng để có thể tìm ra thêm vài mẹ hai gục nữa. W của Xuyên nó không trúng ai cả và anh ta nên tất cần phải lùi về. Vừa rồi mũi tên xuyên pháo cây nó cũng nhiều tác dụng lắm. Châu Vi đã thấy Châu Vi đã lấy được rồi, nhưng mà đây người đã bị kẹt lại, bị kéo lên không phải cách, chính là Bin. Và Bin sử dụng nhiều mũi tên chạy bị ông lên cái đồng hồ ngay lập tức. Bin là phải nằm xuống, Xuyên đang bị kẹt lại. Đồ quá nhiều thằng Bin nó quẩy trong bất lực anh em ạ. Kim cũng đang bị chuẩn bắn, anh ta đang công dạng phân vào. Châu Vi bay vào chém tới một người con và bay lao lên tấn công nhắm vào người quèo để bắn liên tục. Anh ta không có thành công trong việc dứt điểm đòn nhưng anh ta có được công trình ở khu vực nhà chính này. Xuyên đang lao vào có thể tấn công tiếp, các anh chị phải bỏ chạy. Le đã nằm xuống trước đó, Châu Vi đang đánh với những gì có, ta chém liên tục, ta đang cố gắng hồi phục nhưng ta đang trong dạng bị mất đi giá thiên thần. Cho một tí hy vọng à. Chúng người bay, bay muốn quay trở lại không đây. Canh nhìn chạy ra để cũ, Châu Vi sử dụng W nhảy vào tấn công canh nhìn. Canh nhìn đang hỗ trợ cho bay, bay đang bắn có bị người nghỉ, bay nhắm một, nhắm hai, nhắm ba, bay đang một kêu. Anh ta mất đi giá thiên thần nhưng canh nhìn vẫn tin tưởng vào người của đối phương. Chị chế. Cuối cùng của Gen Z quét sạch cho họ, họ dẫn trước 2-0. Chơi 30. Phải của họ đã chuẩn bị ở chưa? Ở khoảng. Ở chưa nữa hả? Ủa. Khoảng đã. Sẽ quay trở về cho đạp tìm net à. Đỡ chúng ta mới có được cái tình huống end game. Xuất loại bài của lượng viên hồi phục. Rõ ràng là Bin đã hồi sinh rồi và cái lượng cho đạp tìm net à để có thể gây lên hai thành viên yếu máu bên phía của Gen Z là thừa. Cho nên đơn giản mà thôi, bạn đánh an toàn, bạn lùi về và đợi chờ trong những cơ hội tiếp theo. Nếu như họ muốn thì đánh tiếp nhịp nữa cũng được, hoặc nếu thực sự là chắc cú thì chờ tới con rồng ngàn tuổi, nó sẽ là một quyết định an toàn hơn và khiến cho những cổ động viên của họ cũng sẽ không phải chịu những cảm giác nó hơi thoát tim với những tình huống nó quá đột biến. Mày mày cho một trận chung kết tổng, thằng bay nó giết 22 bạn. Điều kiện để lật kèo cho họ thì thực sự là quá khó với việc mà những là sao bay? Bay ơi, đang quá yếu rồi đối với. Mày giải thích cho anh cái bay. Thì chỉ có thể chờ vào một phép màu thôi. Một là sao bay? Bắt lẻ được ai đó. Gen Z vừa rồi họ cũng đánh hơi vội. Mày giải thích cho anh chứ. Cả hai trụ cơ mà. Băng thẳng vào hai trụ, thậm chí Kid còn nhảy vào bị hất tung luôn. Thì rõ ràng tình huống đó là tình huống mà Gen Z họ sẽ cần phải chấn chỉnh lại một chút xíu. Nhưng mà đánh như này người đau nhất là fan hâm mộ tại thành đô. Đúng rồi. Đánh như này fan hâm mộ của MPL đau tim lắm. Hồi đợt tôi nhớ nha. Hồi đợt tôi nhớ cứ có một cái câu chuyện là ví dụ như đối phương mà cứ cầm chuẩn bị nâng cấp là cứ khóa cửa lại không cho fan về. Đây, đây băng tiễn. Cho Vi thấy, cho Vi nhảy vào tấn công Bin, nhưng Bin cũng tức sẵn sàng quay trở lại tấn công Xuyên. Ui, hơi đau đấy. Xuyên vẫn nhảy vào để lấy cái đam của giáo thiên ly để ta hồi phục lại. Và kia là phải bỏ chạy, O điện mất đi cáo trang. Nhảy vào tấn công Bin, chết lại. Bin đang sẵn sàng nhảy vào tấn công cú đạt bởi với đối hụt đến từ cho Vi. Lượng sát thương duy trì đến với Gen Z đang bị yếu đi, nhưng mà cho Vi không còn thở được nữa. Cho Vi sẽ phải nằm xuống, Bin đang nhảy lên đá. Kia đi bắt lại, và Kin liệu ta thở đây không có thể dứt điểm được Bin. Kia đang hồi phục, mũi tên xuyên quán đúng với người Kin. Kin đang lùi về, chúng này Lehen đang tới, anh muốn gấp để cứu đồng đội của mình. Nhưng cơ hội bị giảm đi đáng kể, on top Bin nó không thành công lắm. Súng cao su được bật đến từ cái gì vậy? Trong cái đó phía bên này con rồng ngàn tuổi, một cú quăng game, một cú quăng game địa chấn ấy chăng? Đơn xin lỗi khu vực FPL đang đây. Khoan, đơn xin lỗi từ từ. Một là xin lỗi canh nhìn, hai là xin lỗi Xuyên, một trong hai thôi. Bàn tao tiễn, kéo được Nai lên, Nai đang kẹt lại. Canh nhìn hiểu này đang bị bắn và Nai đang làm tất cả thứ nhưng Nai đang quay quá. Nai được tấn công, Nai bắn tiễn, giữ chân được kia lại và Lehen sắp sửa đập xuống. Lehen phải đập xuống, bola bắn tới canh nhìn đang hạ cùng được một thành viên. Canh nhìn gắng ôm, trâu rất trâu đang khác. Ôi sao phải nằm, nhưng phía bên này kia vẫn đang quậy. Hay trên cây súng cao su của ta, bàn tay của ta quá kinh dị. Eo đang bị kẹt lại, Eo đang quay bắn nhưng mà không thành công lắm. Súng bắn phải về nhà. Nhà chính su nhờ. Không ăn được rồng, không ăn được rồng. Khai cái rồng rồi su nhờ. Và một pha gấp của Lehen đã cứu cho họ Gen Z ở ván lâu rồi, tránh việc là điều gì họ có được con rồng ngàn tuổi. Và ván thi đấu này vẫn đang bỏ ngỏ kết quả nhưng những nỗ lực của BLG. Ủa là chuyện gì đấy xảy ra vậy? 10 cá tiền mà không su bên nào thắng đó. Một tôi bảo mà một cú xoáy mà thôi, một cú xoáy nhiều người
trong một khoảng thời gian mà Pay chưa có giáp thiên thần, Chovy chưa có giáp thiên thần mà thôi, sẽ là một lượng sát thương khổng lồ đến từ Nai và Bin cũng như tuyến sau của BLG. Họ đã làm được, họ sẽ tin tưởng vào khả năng lật kèo của mình trong ván thi đấu này. Con rồng Kin 10 giây nữa không có dịch chuyển, 3 giây nữa mới xuất hiện trên bản đồ. Đây là 5-3, liệu Lehen cùng với đồng đội có giờ đấy không đây? Dòng đang khá nhanh. Lehen cần phải gấp được Nai, Lehen sẽ cần phải gấp được Nai. Con rồng ở đây đã một cách cực kỳ ngon lành, tất cả những gì bàn tay hoa tí không trúng ai đến Lehen. Vào thời điểm cần Lehen, bàn tay trúng nhất thì không có ai trúng Bin. Cả. Bin né được kỹ năng và Bin sẽ có thể lùi về được. Có rồng ngay tuổi cho BLG ván thi đấu này. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? What the fuck? Chắc việc rất là lớn cho được xem gì. Rồi, hiện tại Bin này không biết là ta có thêm đồ hay chưa, nhưng đang có những cái dấu hiệu khả quan dành cho BLG. Đặc biệt là khi Bin có thêm được những món trang bị, đặc biệt là khi Nai có được những lượng tiền nhất định. Và để cho E cũng đã có được vỏ bóng thích nghi rồi. Hiện tại thì Gen Z tận dụng khoảng thời gian trống này, họ tiến ra khu vực hàng Baron. Và bây giờ câu chuyện sẽ là bù lại Baron đối đầu với cả con dòng ngàn tuổi. Một nỗ lực đến từ bên phía của BLG. Ôi, tôi sống sót luôn em à. Họ đã là dòng ngàn tuổi rồi. Nhưng Gen Z có Baron. Gen Z cho anh là 10 tiền đó nghe. Đủ mất tôi trả kèo rồi đó nghe. Có được cái sự bình tĩnh, họ vẫn có thể tìm cách để kết Gen Z ơi. Và một lần nữa, chúng ta cùng được xem lại một phép màu tại Thành Đô. Một tuần đấu nhảy vào và xoáy 4 người. Và cái khoảnh khắc đỉnh cao nhất là Bin đá áo choàng của Pay. Đúng, Bin đá với cái áo choàng của Pay để có cái lệnh sống ấm 4 người đó. Một sự thành công trong bao gian đến từ với BLG. Một lệnh sống ấm nó giải quyết mọi vấn đề. Nhưng bây giờ mới là khoảnh khắc cần thiết nhất là BLG. Họ cần phải làm một pha tương tự như vậy nữa để có thể end game. Điều này nó sẽ cần tầm khoảng 1 phút 9 giây nữa. Liệu được hay không? Liệu được hay không đây? Lớp máu của Gen Z là rất trâu. Nhưng BLG họ có dòng ngàn tuổi. Họ đang muốn chia người ra hai cánh. Và hiện tại thì lính ở đường trên cũng đang bắt đầu đẩy bên phía của Gen Z. Không biết họ muốn tận dụng cái gì đó để đẩy đường trên hay không. Cái game này mà kéo được tới không có bị kéo. Để có thể phòng ngự. Và quyết định của BLG là đẩy ở hai cánh này. Và Bin phải hết sức cẩn thận. BLG bắt buộc phải tận dụng nốt quãng thời gian con rồng ngàn tuổi này đang còn mà thôi, 40 giây nữa. Nhưng Gen Z họ không cần phải vội vàng, Baron vẫn còn hơn một phút nữa để họ có thể canh cái nhịp đối phương hết rồng ngàn tuổi và mở những đòn hồi mã thương, và có thể là câu giờ để cho Chovy dịch chuyển lên kết thúc ván đấu khi bên phía của BLG chỉ còn một cái trụ bảo vệ nhà chính mà thôi. Đợt lính đường trên luôn luôn ủng hộ bên phía Gen Z. Khi BLG không thể nào chia người ở phòng ngự được, họ cần phải có cả 5 thành viên, họ cần phải làm những pha tranh đẹp như vừa rồi. Nó sẽ rất khó, thật sự để có thể làm được một tình huống như vừa rồi nó sẽ rất khó. BLG cần phải làm được. Bởi vì hiện tại chúng thấy rõ ràng là lượng thời gian để bạn sở hữu được con rồng ngàn tuổi đã không còn nữa. Đồng nghiệp BLG sẽ cần phải lùi, giới hạn của họ đã tới. Và họ sẽ cần phải lùi. Ừ, anh em cũng quen anh rồi, anh em cũng quen đấy. Chúng tôi hiểu ba nha. Tạm thời với những gì mà hiện tại họ đang làm được, ít nhất là họ đang có những áp lực nhất định. Nó khiến cho Gen Z bây giờ không đánh hổ báo như trước đó nữa rồi. Và chúng ta cảm ơn Nai với một pha xoáy tuyệt vời khi mà gắn cầu ở Bin đã khiến cho ván thi đấu này trở nên hấp dẫn hơn. Không biết là đội tuyển nào giành chiến thắng, nhưng những diễn biến ở gần đây đã khiến cho chúng ta được trải nghiệm một ván thi đấu, một cặp thi đấu chung kết vô cùng mãn nhãn. Ơi bây giờ thằng Nai nó chuẩn bị có được là phải có kêu rồi nha, nó chuẩn bị có xin thắng phép luôn nha. Mấy cú sấy nó bắt đầu đau rồi đó. Nốt những cái thời gian ít ỏi của Bullet Baron này. Nhà lính đường giữa bên phía BLG vẫn còn khoảng chừng 1 phút nữa mới hồi. Và vẫn đang là quãng thời gian mà Gen Z áp lực tiếp ở khu vực đứng trên và đường giữa để không cho BLG có thể tiến ra khu vực nửa trên của bản đồ để kiểm soát. Mà em mày đánh hai này mà thắng là xuất tinh luôn á, ước quận gì xuất tinh luôn á. Ở khu vực này, trong khi đó Bin đang nỗ lực bấm B để có thể biến về. Liệu một cú súng cao su của Bin có thể được sử dụng hay không? Đây quăng Baron ra. Ui đó là tiền kéo rất hay, trước đó là bồi rất hay, Ken dành súng cao su nhảy. Rồi sao ông tan dở? Ui, chúng ta xuyên và Ken dành cho Ken sẵn sàng tấn công, không có lợi sớm âm rồi. Bây giờ lấy cái gì ra để chơi? BLG sẽ lấy cái gì ra được đây? Để họ vẫn đang phòng thủ được khá thành công. Ken gần bài tới cái trừng phạt cộng kèm với cái bộ là bằng đó. Nó má hết hồn má. Đi đường bên phía của Gen Z. Họ sẽ muốn end game trong ván thứ hai này bằng mọi giá. Chứ chỉ có tóc biến lên mà tôi đi kéo. Trời ơi, nó lại kéo chúng nó đi. Dạ, Lehen. Chiêu tân viên bay đã có bạn cùng tiếp theo là ai đây? Thằng lồn Lehen nó hay. Xuyên đã bị dứt điểm bởi Pay. Phía cánh còn lại, Nai sẵn sàng bị chính cái này đến từ Kim và sau đó là nhắm mắt xuôi tay. Nhìn Gen Z có được ván thi đấu này. Và chắc chắn không cùng sự sống còn của Bin. Đồng nghĩa việc nhà chính BLG ván thứ hai sẽ tan tành. Gen Z đại diện số 1 của LCK dẫn trước 2-0 và tiếp tục là một bàn thắng dành cho chúng ta đã có những khoảnh khắc
có thể nói là ngôi sao của BLG. Beta luôn, cái lồng bá Beta luôn. Và đó là chiến thắng dành cho Gen Z vừa lên dẫn trước với tỷ số 2-0 với một tình huống mà anh Cổ Vũ bây giờ gì lại vậy anh, trời ơi không trúng bất cứ anh Cổ Vũ, nhưng mà nó không thắng nổi từ anh chàng Kainen.